đà phật phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 120 người giảng lão hòa thượng tịnh không trong kinh văn Ba bậc giảng sanh ở phía sau của bụng kinh phật nêu ra giảng sanh thế giới tây phương cực lạc điều kiện quan trọng nhất có hai câu nói phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm chí tâm tính nhạo ở chỗ này chính là phát tâm bồ đề Bạn xem thấy Thượng phẩm giảng sanh Là điều kiện này Trung phẩm cũng là như vậy Hạ phẩm vẫn là như vậy Thậm chí Tu học các pháp môn khác Pháp nguyện cầu sanh thế giới cực lạc Vẫn là hai câu nói này chúng ta dạng nhất không nên xem thường lướt qua. Tâm Bồ Đề là chân tâm. Trên kinh Quán vô lượng thọ Phật nói với chúng ta. Thể của tâm Bồ Đề là tâm chí thành. Chính là chí tâm mà chỗ này nói. khởi dụng của tâm bồ đề, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm, thâm tâm chính là chỗ này nói tính nhạo, hồi hướng phát nguyện tâm chính là hai câu phía sau nói sở hữu thiền căn tâm tâm hồi hướng. Chúng ta đem kinh văn trước sau Đối chiếu lại xem Chẳng phải rất rõ ràng Rất tường tận rồi hay sao Các vị vẫn phải nên biết Phát tâm Bồ Đề Ta ở niệm Phật đường niệm Phật Là phát tâm Bồ Đề Ta không niệm Phật Thì tâm Bồ Đề của ta không còn Như vậy có thể giảng sanh không? không thể Ta đối với Phật Dùng tâm trí thành Đối với người Thì dùng tâm hư ngụy Cái tâm này của bạn Là tùy theo nhân tình mà thay đổi Vậy thì không thể giảng sanh Phật ở trên kinh không có nói bạn đối với người khác có thể dùng tâm hư ngụy. Nếu như nói có thể dùng tâm hư ngụy đối với người khác, vậy thì chế giới làm gì? Ta nằm giới mười thiện là đối với A Di Đà Phật. Đối với người thì có thể không cần. Việc này có thể nói được thông sao? Trên kinh rõ ràng nói Thế giới Tây Phương cực lạc là hoàn cảnh thế nào Chư thượng thiện nhân Câu hội nhất xứ Bạn không tệ Rất có bản lãnh Đối với người thiện Bạn dùng tâm thiện Đối với người bất thiện Bạn liền dùng tâm ác Xin nói với các vị Vậy thì bạn hiểu sai đi ý nghĩa của Như Lai rồi Đến sau cùng không thể giảng sanh Không thể trách kinh không thể trách phật trách bạn chính mình hiểu sai chân thật nghĩa của như lai cho nên chân thật nếu muốn làm phật nếu muốn giảng sanh không luận đối với một chúng sanh nào đều phải dùng tâm chân thành tâm chân thành là tâm phật tâm thanh tịnh là tâm phật tâm bình đẳng là tâm phật tâm giác ngộ tâm đại từ bi phải dùng loại tâm này để trải qua ngày tháng phải dùng loại tâm này để làm việc Phải dùng loại tâm này đối nhân sự thế tiếp vật Tâm niệm Phật của chúng ta mới là tâm chân thành Mới là trí tâm Không chỉ bạn có thể giảng sanh Phẩm vị của bạn giảng sanh nhất định cao ở nơi đại kinh phật thường hay dạy bảo chúng ta phải đem tất cả chúng sanh xem thành cha mẹ quá khứ chư phật dị lai của chính mình dùng tâm hiếu thuận chân thành dùng tâm cung kính chân thành như vậy mới có thể thành phật mới có thể giảng sanh. Hiện tiền có một số chúng sanh khổ nạn tìm đến bạn. Trên đời sống của họ có khó khăn, cầu xin bạn giúp đỡ, bạn có nên giúp họ hay không? Nếu như bạn biết được đây là cha mẹ của ta Có nên giúp hay không? Đây là chư Phật dị lai Có nên cúng dường hay không? Nghĩ đến là cha mẹ Là chư Phật Không có điều kiện Để giúp họ bố thí cúng dường rất nhiều người đều đến tìm bạn bạn cảm thấy rất khó khăn ta đem hết cả nhà ra thầy điều bố thí vẫn không đủ vậy thì phải làm sao thực tế mà nói bạn tuyệt nhiên không chân thật bố thí hết cái mà bạn bố thí cúng dường cũng chẳng qua chỉ có mấy phần tài sản của bạn mà thôi. Thì bạn đã khởi vọng tưởng rồi. Bạn đã hoài nghi đối với Phật Pháp không tin tưởng rồi. Phải nên thế nào vậy? Hoan hỷ bố thí cúng dường. thấy đều cúng dường hết. Lần sau đến tìm bạn, Phước báo của bạn đã chín mùi rồi Phước báo chín mùi có hai hiện tượng Một là nguồn tài lực của bạn ung ung kéo đến Bạn bố thí được nhiều mà Thì tài lực đến cũng nhiều Đây là đạo lý nhất định Ngoài ra một loại hiện tượng nữa Cơ hội thành Phật của bạn đến rồi Chư Phật như Lai tiếp dẫn bạn giảng sanh bạn liền rất hoan hỷ, rất tự tại mà giảng sanh. Nhất định không có bệnh khổ. Rất hoan hỷ, rất vui lòng mà làm. Y giáo phụng hành. Trong tính có nhạo. thang chốt chính ngày ở trí tâm tâm của chúng ta vì sao không đạt đến được cảnh giới này là vọng tưởng tạp niệm của chúng ta chính là không chịu buông xả tại vì sao không thể buông xả bạn chưa rõ ràng đối với chân tướng sự thật nếu đem chân tướng sự thật làm cho rõ ràng phải dựa vào chánh pháp cần phải tiếp nhận giáo dục của phật đà không thể nào không có cơ duyên tiếp nhận giáo dục của phật đà chân thật là rất bất hạnh giáo học của phật đà có thể giúp chúng ta đoạn phiền não khai trí tuệ có thể giúp chúng ta buông xả buông xả không phải buông bỏ công việc của bạn không phải buông bỏ chức gì của bạn không luận bạn từ nơi một ngành nghề nào nơi nghề nghiệp nào nếu bạn học phật pháp rồi đều có thể buông xả Hoa Nghiêm 53 tham có điển phạm. Trong 53 vị thiện tri thức, các ngành, các nghệ đều có. Đều là Phật, đều là Bồ Tát. Đức sanh đồng tử có đức đồng nữ. Dùng lời hiện tại của chúng ta mà nói họ là thân phận học trò. tuyệt nhiên không thể nói đem bài khóa của trường học buông bỏ hết bài khóa của trường học vẫn là rất nỗ lực mà học tập ở trường học là học trò mô phạm học trò tốt tấm gương tốt của học trò bồ tát trong học trò đại quang dương là bồ tát người lãnh đạo quốc gia Ông tuyệt nhiên không hề từ bỏ đi Chức vụ của ông Ông vẫn là làm quốc dương Vẫn là trị lý quốc gia đó Người ta thân tâm tự tại Vô phiền, vô não Vì sao ông ấy có thể làm được ông học được phật pháp cho nên phật pháp dạy chúng ta buông xả dạy chúng ta buông xả đi tạp niệm trong tâm buông xả nghĩ tưởng sằng bậy là buông xả đi những tà niệm này không phải nói chánh niệm không có thế nào là chánh niệm thân phận của đại quang dương là lãnh đạo quốc gia mỗi niệm vì lợi ích nhân dân của một quốc gia mỗi niệm vì lợi ích tất cả chúng sanh quyết định không có một ý niệm tự tư tự lợi Các vị phải nên biết Nghĩ chính mình Là tà niệm Không phải chánh niệm Nghĩ đến bổn phận công việc của chính bạn Cái bổn phận này Quyết định là Vì nhân dân phục vụ Vì xã hội phục vụ Vì tất cả chúng sanh phục vụ Cái niệm này gọi là chánh niệm không có một chút ý niệm tự tư tự lợi xen tạp ở ngay trong đó, nếu như xen lẫn ở ngay trong đó gọi là xen tạp. Đó gọi là ô nhiễm, tâm không thanh tịnh. Cho nên các vị phải nên biết tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ, tâm từ bi đều thực tiễn ở ngay trong đó đều thực tiễn ở ngay trong công việc thực tiễn ở ngay đối nhân sự thế tiếp vật đó là chánh tâm chánh niệm cho nên buông xả là bạn buông xả tạp niệm không phải không có chánh niệm tuyệt đối không phải bảo bạn buông bỏ công tác được rồi công việc thế gian này ta buông bỏ hết buôn xã thì xuất gia rồi xuất gia cũng là một nghề nghiệp xuất gia vẫn là phải làm việc Thích Ca Mâu Ni Phật Xuất gia Xuất gia trước tiên cầu học Đến khắp nơi cầu học Lại thị hiện thành đạo Sau khi thành đạo Một ngày từ sớm đến tối Bận rộn không có thời gian nghỉ Đến khắp nơi Vì người giảng kinh nói Pháp công việc của ngài quy nạp lại mà nói đều là khuyên bảo tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện vì tất cả chúng sanh nói rõ đạo lý cùng chân tướng sự thật nhân quả báo ứng của mười pháp giới ngày ngày giảng đến khắp nơi giảng. Đã thấu suốt rồi. Đã hiểu được rồi. Lại đưa họ nâng lên trên cao. Giúp cho họ phá mê khai ngộ, hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Giúp cho tất cả chúng sanh siêu phàm nhập thánh ngày làm công việc này không có một ngày nghỉ ngơi hiện tại không luận chúng ta là một nghề nghiệp nào mỗi năm vẫn có mấy ngày nghỉ ngơi vẫn phải đi ra ngoài nghỉ hè các vị tra trong kinh điển xem thích ca mâu ni phật có hôm nào đó đi nghỉ hè ngày đi đến nơi nào đó để nghỉ hè không có cả đời không phải cầu học chính là dạy học không có một ngày gián đoạn cho nên chính phật cũng có công tác xuất gia vẫn là có công tác không phải xuất gia thì không có việc thì không có công tác công tác của xuất gia thực tế mà nói càng gian nan hơn so với tại gia vì sao vậy tại gia còn có nghỉ hè xuất gia thì không có nghỉ hè tại gia thì có thù lao xuất gia thì không có thù lao dạng nhất không nên hiểu lầm cái ý này hiện tại người xuất gia cúng dường rất nhiều cho rằng cái thứ này không nhọc mà được cho nên có một số người trẻ tuổi thông minh mà vô tri cái gì là thông minh vô tri thông minh là xem thấy người xuất gia thu nhập rất dễ dàng Danh vọng lợi dưỡng rất dễ dàng có được. Vì sao nói họ ngu si? Họ đem nghề nghiệp nên làm của họ buông xả đi, xuất gia rồi. Xuất gia làm cái gì? Chỉ danh vọng lợi dưỡng. Danh vọng lợi dưỡng, không sai, rất dễ dàng có được. Thế nhưng bạn phải nên biết loại danh lợi này quyết định không nên tiếp nhận Sau khi tiếp nhận rồi Nhất định đọa địa ngục Danh vọng lợi dưỡng đều không thể tiếp nhận Thích ca mâu ni Phật Thì hiện cho chúng ta thấy Hơn nữa ở trong kinh điển Nhiều lần Nói với chúng ta một hạt gạo của thí chủ nặng như núi tu di đời này không liễu đạo mang lông đội sừng để trả bạn đi thọ dụng sau khi thọ dụng rồi bạn từ từ mà hoàn trả bạn phải nên biết vậy người cúng dường đều ở ngay bên cạnh bạn đưa cao lãi suất Hiện tại lấy thì là dễ dùng Tương lai hoàn trả thì thật là chua cay Cho nên chúng ta tiếp nhận Người ta cúng dường phải nên dùng tâm trạng thế nào Họ đến là đưa cao lãi suất Thành thật mà nói Một phân tiền đều không thể dùng. Cho dù là dùng chánh đáng, cũng phải tận lực tiết kiệm. Nếu như lãng phí, trong kinh điển đều có trọng giới. Các vị mọi người đều đã đọc qua bằng lãng phí của thường trụ có quả báo như thế nào Không cần nói giới kinh Trên kinh địa tạng đã nói rất nhiều Hiện tại các vị học tập Trong di lạc Bồ Tát sở dấn kinh Cũng nói được rất nhiều Thế nhưng chúng ta loại tập khí này Là tập khí từ vô thị kiếp đến ngày nay Bất tri bất giác Ngày ngày đang phá giới khởi tâm động niệm, hành động tạo tác trái ngược với răng dạy của Phật Đà. Chúng ta nghĩ tưởng xem chúng ta có tiền độ ra sao. Truy cú, nhân tố, căn bản tu học không thể thành tựu. Chính là hai chữ chỉ tâm luôn là không thể làm được. nguyên nhân làm không được chính là không thể buông xả nguyên nhân không thể buông xả chính là không thể hiểu rõ đối với chân tướng sự thật tuy là ngày ngày đang đọc kinh ngày ngày đang nghe kinh thực tế mà nói chưa chân thật hiểu rõ nửa biết nửa hiểu chưa chân thật lý giải chân thật lý giải thì bạn chân thật làm được bằng nói tôi thật hiểu được rất lý giải tôi vẫn không làm được là giả tuyệt đối không phải chân thật sự việc này khi tôi còn trẻ đã thỉnh giáo qua với đại sư chương gia đại sư chương gia dạy bảo tôi tổng kết luận của phật pháp biết khó hành dễ Bạn rất khó biết được Quay đầu rất dễ dàng Quay đầu chính là Bạn chân thật làm được Làm được không khó Lý giải rất khó Chân thật lý giải Không thể không làm được Phàm hệ không thể làm được bằng nhất định không hề lý giải Lời nói này nói được rất hay Hiện tại ta không làm được, phải làm sao? Học. Chăm chỉ nỗ lực mà học, biết được ta học vẫn không đủ. Ta thấu hiểu vẫn không đủ thấu triệt. Cho nên Thế Tôn 49 năm giảng kinh nói pháp. Nhà Phật Từ xưa đến nay Chú trọng ở thực hành Tại vì sao Thích Ca Môn Ni Phật Ngày ngày giảng kinh Hành là Sau khi lý giải Tính giải Hành chứng Bạn không lý giải thấu triệt Thì bạn làm sao có thể làm được thấu triệt lý giải phải học giáo thời gian dài chân thật tường tận chân thật hiểu được rồi sau đó bạn mới chân thật chịu làm không có chút nào hoài nghi bạn làm được rất tự tại bạn làm được rất đúng pháp chân thật đem cái bạn học được cái bạn lý giải thầy đều thực tiễn việc này chúng ta nhất định phải hiểu Chú giải của Hoàng Lão Cư Sĩ chú được quá sâu. Ông nói chí tâm. Chính là nói chân thật chi tế mà trong bổn kinh này đã nói. Bổn kinh giảng ba cái chân thật. Rất khó được. Trong kinh Đại Thừa thì ít. Chân thật chi tế là gì? Là chân tâm, là bổn tánh. Hay nói cách khác, chí tâm, tâm chân thành đến tục điểm. Đích thực chân thành đến tục điểm. Tự tánh liền hiện tiền. Chính là minh tâm kiến tánh mà trong thiền tông đã nói. ngày nay chúng ta tuy là chưa đạt đến thế nhưng phương hướng phải chính xác mục tiêu phải tường tận không thể làm đến được phát tâm bồ đề cũng phải có gần giống phát tâm bồ đề vậy mới có thể giảng sanh gần giống có thể nói không phải là giả dùng tâm chân thành người ta đạt đến cùng tột ta chưa đạt đến cùng tột tuy chưa đạt đến cùng tột ta đích thực là tâm chân thành dùng cái tâm này niệm phật dùng cái tâm này học phật học phật chính là học đời sống của phật chính là học xử sự, sự của phật đây gọi là học phật phật làm thế nào trải qua ngày tháng phật làm thế nào đối với người phật làm thế nào đối với vật thậm chí nói làm thế nào đối với thiên địa quỷ thần. Ở ngay chỗ này học tập gọi là học Phật. Bạn mới giống một vị Phật. Chúng ta có hiểu được hay không? Có thể hội được hay không? chỗ tối sơ phương tiện bắt tay vào tư mã quan nói rất hay tư mã quan thành thật nổi danh trong lịch sử trung quốc chân thành ông bắt đầu làm từ đâu ông bắt đầu từ không giọng ngữ cả đời không hề nói dối với người chân thành của ông là từ ngay chỗ này mà thực tiễn. Ngày nay chúng ta có thể không giọng ngữ đối với người hay không? Bạn có thể làm được không? Nếu như vẫn không làm được Cho nên tôi liền nói bạn có thể có tâm chân thành tương tự Vậy thì xem là không tệ rồi Đối với người vẫn là giọng ngữ Giọng ngữ không nên quá đáng Không nên quá sai trừ thật Hiện tại trong xã hội nói đến quyền riêng tư Quyền riêng tư là gì vậy? Chẳng phải là giọng ngữ sao? Chẳng phải là không thể thành thật chính mình luôn có một số việc không dám nói với người kỳ thật sai rồi vào thời xưa một người đi học một người quân tử quang minh lỗi lạc cả đời không có việc gì mà không thể nói được với người Chúng ta học Phật Nếu như ngày nay Đến trình độ này cũng không thể đạt đến Xin nói với các vị Giảng sanh là thật khó Thật không dễ dàng Cho nên chân thật cầu giảng sanh Trong tâm Phải làm đến quang minh lỗi lạc không có việc gì cần giấu người khác không hề cần thiết chí tâm của chúng ta mới lộ ra được một chút tâm như vậy tinh phật tin tưởng giáo huấn của phật ưa ừ thích giáo huấn của phật bạn liền có thể y giáo phụng hành bạn có thể chân thật làm đến được phật dạy chúng ta phải làm chúng ta mọi thứ đều làm được làm được rất viên mãn Phật dạy chúng ta không được làm Thì chúng ta nhất định không được làm Từ chỗ này mà bắt tay vào Cho nên nhất định Phải đem Chí thành chí tâm Thực tiễn Vui thích mà áp dụng kinh luận của phật nói quá nhiều chúng ta không cần thiết mỗi mỗi lướt qua mỗi thứ đều học tập vậy không phải là phật dạy chúng ta tất cả kinh luận mà phật nói ra trên thực tế chính là để chúng ta ở ngay trong kinh luận chọn lấy một hai loại. Cả đời nương vào nó để tu học, thọ dụng bất tận. Hiện tiền không luận bạn đời sống làm việc bạn đều sẽ đến được viên mãn viên mãn không nhất định là giàu có không nhất định nói bạn thăng quan phát tài thì gọi là viên mãn bạn hiểu sai đi viên mãn rồi viên mãn là thân tâm an lạc tự tại tùy duyên đó là thật viên mãn bạn thật nhìn thấu rồi thật buông xả rồi không luận chính mình trải qua ngày tháng thế nào đời sống nghèo khổ cũng tốt đời sống giàu sang cũng tốt bạn sẽ an trong đời sống của bạn vô ưu vô não bạn được tự tại đối với người với việc với vật bạn có trí tuệ tùy duyên bạn trải qua là đời sống của phật bồ tát bạn liền siêu phàm nhập thánh đều ở tâm chân thành thâm tâm là hiếu thiện hiếu đức Thiện là gì vậy? Lợi ích tất cả chúng sanh là thiện. Đức là gì vậy? Tánh đức. Cái hiếu thiện này nhất định là tùy thuận tánh đức. Tánh đức là gì vậy? Tánh đức là vô trụ Tánh đức chính là thanh tịnh bình đẳng Thanh tịnh bình đẳng chính là vô trụ Nhà Phật thường nói Ngoài không dính mắt Trong không động tâm Đó là tánh đức Cho nên Hành thiện Lợi ích tất cả chúng sanh Không trụ vào cái tướng làm thiện vậy thì tâm bạn thanh tịnh biết bao như trên kinh nói làm quốc dương trị lý cái quốc gia này họ làm thiện trên kinh địa tạng các vị đọc rất quen thuộc bồ tát địa tạng ở ngay trong dân địa cũng làm quốc dương dùng mười thiện trị quốc cương lĩnh trị lý quốc gia của ngài là thập thiện nghiệp đạo chính mình phụng hành mười thiện dạy bảo nhân dân toàn quốc đều tu mười thiện trị lý quốc gia được tốt tuy là hành mười thiện, thúc đẩy mười thiện. Chính mình tâm địa thanh tịnh, vô nhiễm. Bằng nói xem họ tự tại giường nào. Một trần cũng không nhiễm. Công việc làm được. Có điều có lý. Không hề lẫn lộn vì sao vậy tràn đầy trí tuệ trí tuệ chân thật đây mới là tánh đức đó mới là bồ tát hạnh chân thật cũng vì chúng ta chứng thật kinh hoa nghiêm đã nói lý sự vô ngại sự sự vô ngại ngày nay chúng ta là nơi nơi đều chướng ngại chỗ nào cũng là chướng ngại chướng ngại là từ nơi đâu mà ra chướng ngại là từ chỗ chúng ta không có trí tuệ đều là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước mà ra. Chư Phật Bồ Tát không luận thì hiện nam nữ già trẻ không luận thì hiện một loại nghề nghiệp nào. Bản lĩnh của họ chính là vĩnh viễn buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên không luận là thân phận thế nào, không luận là từ nơi nghề nghiệp nào, đều làm đến được rất viên mãn sự nghiệp bồ tát không luận nghề nghiệp nào luôn là sự nghiệp của bồ tát việc này chúng ta cần phải học tập chúng ta ở ngay chỗ này phải xây dựng tính tâm dùng tâm chân thành, tâm từ bi, tâm hoan hỷ. Hoàng lão cư sĩ ở chỗ này nói, ông nói được rất hay. Nguyện dục, ái duyệt chi tâm. Nguyện là nguyện vọng, dục vọng, ưa thích hoan hỷ khánh hạnh chi tâm việc này người thế gian có thế nhưng người thế gian loại tâm này không rời khỏi tình chấp nguyện của bạn muốn của bạn thương yêu của bạn không thoát khỏi tình chấp cho nên tạo nghiệp nghiệp tất nhiên cảm đến quả báo khổ vui nguyện của bồ tát muốn của bồ tát ái lạc của bồ tát xin nói với các vị hoàn toàn thoát khỏi tình chấp cũng chính là cái tâm đó của họ không có vọng tưởng không có phân biệt không có chấp trước họ là chân tâm trong chân tâm ái lạc là vô lượng công đức làm sao biết được họ không phải vì chính mình nguyện của họ không phải vì chính mình Giống như chỗ này 48 nguyện của A-di-đà Phật Mỗi nguyện Đều vì chúng sanh Mỗi nguyện Đều giúp chúng sanh sớm ngày Thành Phật Không vì chính mình Nguyện như vậy Dục vọng cũng là như vậy Ưa ừ thích cũng là như vậy Do đây có thể biết Buông xả là buông xả cái gì? Buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình Muốn làm là cái gì? Sự nghiệp chân thật lợi ích chúng sanh Có thể buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước Sự nghiệp của họ làm gọi là tịnh nghiệp Quả báo của tịnh nghiệp trong sáu cõi không có Quả báo ở chỗ nào vậy? Ở tịnh độ Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh Không luận họ tạo tác sự nghiệp gì Chỉ cần buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước Sự nghiệp của họ tạo ra Phía sau gọi đó là thiện căn Họ bao gồm tất cả thiện căn Tâm tâm hồi hướng Thì quyết định được sanh cái đạo lý này chúng ta phải tường tận chúng ta phải hiểu được cho nên ngày nay cái duyên thứ nhất chúng ta có được rồi cái duyên thứ nhất là nhân duyên Nhân duyên chúng ta tiếp xúc Phật Pháp Chúng ta có rồi Chúng ta kém khuyết là Thiện căn Phước Đức Chí tâm tính nhạo Là thiện căn Là thiện căn chân thật phía sau nói sở hữu thiện căn cái thiện căn này dùng lời của chúng ta mà nói là phước đức lão cư sĩ hoàng niệm tổ cũng chú được rất hay cái thiện căn này là thân khẩu ý thiện của ba nghiệp tại vì sao gọi là căn cứng chặt không thể nhổ ba thiện thân khẩu ý của họ không thể bị cảnh giới bên ngoài phá hoại không thể bị cảnh giới bên ngoài dao động cho nên gọi nó là thiện căn cách nói này cũng nói được rất hay ngày nay chúng ta tu thiền nghe người ta nói vài câu dao động tính tâm liền dao động việc tốt không dám làm thường có cái hiện tượng này lúc nào cái thiện này của chúng ta mới chân thật có gốc gốc cạn quá cũng không được cỏ cũng có gốc vừa nhổ thì nhổ lên ngay cây nhỏ cũng có gốc gió vừa thổi đến thì ngã rồi gốc của cây to vậy mới kiên cố gốc của chúng ta là gốc gì không chịu nổi gió thổi mưa xa cho nên thiện của chúng ta không có gốc thân ngữ ý đoạn tất cả ác tu tất cả thiện đây gọi là thiện căn cái thiện căn này có thể thấy được chính là đem giáo huấn của phật đà thực tiễn ngay trong đời sống của chúng ta kiên cố không thể nhổ chúng ta tin phật tin phật hai chữ này tương đối không dễ dàng tin phật thì chân thật sẽ y giáo phụng hành còn không chịu nỗ lực đi làm thì chưa tin chân thật tin tưởng làm gì mà không làm đến được cho nên tính tâm của chúng ta đại đức xưa cùng giảng qua rất nhiều tầng thứ ngày nay tính tâm của chúng ta không phải mê tín mê tín là không hề biết gì đối với phật pháp thì họ tin rồi phật pháp là cái gì không hề biết tin hay không tin họ tin mỗi ngày đều đến thắp hương đến bái lại đây là mê tín cái tin này ngày nay của chúng ta miễn cưỡng có thể nói được là chánh tin tường tận đối với phật pháp hiểu được một số cho nên cái tin này do giải mà sanh ra đây không phải mê tín thế nhưng chúng ta giải không đủ sâu không đủ thấu triệt cho nên tính tâm không đủ sâu cũng không thấu triệt vẫn thường bị những tà tri tà kiến bên ngoài dao động Làm thế nào làm cho tính tâm kiên cố? Phải giải được sâu. Giải được sâu, giải được duyên, tính tâm của bạn liền kiên định. Giải tính đã sâu lại duyên, vậy hành của bạn còn có vấn đề gì? Đời sống của bạn Ngôn hạnh của bạn Trong tự nhiên liền giống như Phật Giống như Bồ Tát Y giáo phụng hành Thì họ liền giống Ngày nay chúng ta vẫn không giống Không giống thì hiểu chưa đủ sâu Giải chưa đủ duyên Kinh Kim Cang Phật dạy chúng ta Thâm giải nghĩa thú câu nói này không thể nào xem thường chúng ta đoạn ác tu thiện mới có gốc sau khi có gốc rồi phải tâm tâm hồi hướng chúng ta ở ngay trong một đời chỉ có một mục tiêu một phương hướng phương hướng là gì thế giới tây phương cực lạc mục tiêu thấy a di đà phật quyết định cầu giảng sanh thấy phật giảng sanh thấy phật là thật không phải là giả nhất định không phải là mê tín chúng ta ở trong văn tự ghi chép của đại đức xưa thấy được rất nhiều có một số người nói bạn thấy được ghi chép người xưa bạn liền tin tưởng hay không có phải họ lừa gạt bạn hay không người hiện tại giết văn chương lừa người rất nhiều người xưa không gạt người người xưa nói đều là lời thành thật không gạt người gạt người thì luôn có mục đích nếu như nói không có mục đích gạt người vậy thì người đó chẳng phải là thần kinh không bình thường hay sao người thần kinh không bình thường thì làm sao có thể giết được văn chương hay cho nên chúng ta tưởng tượng người xưa không hề gạt người phật thì càng không gạt người ai có thể viết ra văn chương có thể giống như kinh điển không thể viết ra được đây đều là sự thật bày ở ngay trước mắt chúng ta cho nên gạt người thì nhất định có ý đồ bất lương có dụng ý nếu không mà nói tại vì sao vô duyên vô cớ đi gạt người không hề có đạo lý này phải tin tưởng cổ thánh tiên hiền các ngài truyền lại cho chúng ta đều là thứ chân thật y giáo phụng hành quyết định có lợi ích người xưa xa người nay gần chúng ta gần đây đã nghe được thậm chí chính chúng ta chính mắt xem thấy Khi một người giảng sanh A Di Đà Phật đến tiếp dẫn họ. Họ nói Phật đến rồi, Phật đến tiếp dẫn tôi. Tôi thấy được rồi. Họ thấy được rồi, chúng ta không thấy được. Họ có nói giả dạ dối không? Là họ gạt chúng ta phải không? Không phải. Khi người lâm chung mà còn khởi giọng ngữ để lừa bạn, tại sao vậy? Làm gì có loại đạo lý này? Người xưa có nói, khi người sắp chết, lời nói đều là thật. Lẽ nào sắp chết vẫn khởi giọng ngữ, vẫn lừa dối bạn? Làm gì có loại đạo lý này? Chúng ta trợ niệm tiễn giảng sanh, loại tình hình này thấy được rất nhiều. Phật, người giảng sanh thấy được rồi chúng ta tuy là không thấy được thế nhưng có nhiều loại tướng lạ có lúc chúng ta xem thấy ánh sáng ngửi được mùi hương lạ nghe được thiên nhạc nghe được không trung có âm thanh niệm phật việc này thì thường hay khó lẽ nào những việc này vẫn không đủ để chứng minh hay sao khẳng định thế giới tây phương cực lạc thật có khẳng định có sáu cõi luân hồi nhất định không giả sau đó chúng ta đối với phật pháp mới sanh khởi tính tâm chân thật cái tính tâm này kiên định nhất định sẽ không bị phá hoại từ cái tính tâm này lại cầu giải giải để tăng thêm tính tâm của bạn bạn giải được một phần bạn liền có thể hành một phần bạn giải được hai phần thì bạn có thể hành được hai phần xem chính bạn hành trì ở ngay trong cuộc sống thường ngày tương ưng được với phật pháp mấy phần liền biết được trình độ lĩnh giải của bạn bạn lĩnh ngộ trình độ lý giải của bạn từ ngay trong cuộc sống thường ngày của bạn liền có thể thấy được rõ ràng tường tận người chân thật cao minh thấy trình độ tu hành của bạn là rõ ràng tường tận nhất định không thể giấu được một người nào chỉ có thể giấu được người không có công phu người ngày ngày khởi dòng tưởng bạn có thể giấu họ người tâm địa thanh tịnh người chân thật tu hành bạn không thể giấu được họ cái đoạn này ý nghĩa rất sâu rất rộng chúng ta phải dùng nhiều chút thời gian để học tập quyết định có thể giúp chúng ta ở ngay trong kỳ phật thất công phu có lực công phu có thể có lực hay không thực tế mà nói quan trọng nhất chính là tính tâm phải chí tâm tính nhạo phải chân thật, đoạn ác tu thiện, thành tựu thiện căn của chính mình, sau đó tâm tâm hồi hướng. cầu nguyện giảng sanh. tâm tâm hồi hướng. lần sau chúng ta giảng tiếp, hôm nay chỉ giảng đến đây thôi. a di đà Phật cẩn dịch vọng tay cư sĩ địa chỉ email vọng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiền chân thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật Trên đền bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh về nước cực lạc Nam Mô A Di Đà Phật